xác ướp 7.000 năm tuổi cổ nhất thế giới được công nhận di sản thế giới. Xác ướp của người Chinchorro tại Chile được xác định là xác ướp nhân tạo con người cổ nhất trên thế giới, đã được thêm vào danh sách di sản thế giới của UNESCO từ năm 2021. Tổ chức Văn hóa của Liên Hợp Quốc thông báo trên Twitter rằng họ đã thêm khu định cư và kỹ thuật ướp xác nhân tạo của nền văn hóa Chinchorro vào một danh sách ưu tiên trong một cuộc họp trực tuyến do Trung Quốc chủ trì. Các xác ướp này được tìm thấy ở phía bắc Chile vào đầu thế kỷ 20, có niên đại khoảng 7.000 năm tuổi, xuất hiện trước xác ướp Ai Cập đến 2.000 năm. Người cổ đại Chinchorro là những dân chài và săn bắn hái lượm cách đây hơn 7.000 năm, sống tại khu vực giao nhau giữa sa mạc và Thái Bình Dương, mà ngày nay là phía nam của Peru và phía bắc của Chile. Cho đến nay, hơn 300 xác ướp đã được khai quật, bao gồm xác ướp đỏ, đen và xác ướp cuốn băng. Văn hóa ướp xác này hiện vẫn là bí ẩn chưa có lời giải. Hãy like và subscribe kênh Nhân lực Nhân tài Việt trên các nền tảng để theo dõi những thông tin mới nhất. Xin chân thành cảm ơn.